Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp nói rằng ngày có chính tài nên người tuổi Tý được lợi về đường tài lộc đặc biệt là người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt lợi nhuận tăng vọt. Nếu hôm nay dốc sức chăm chỉ thì cả tuần này người tuổi Tý sẽ không còn phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc cũng như nguồn vốn lâu dài. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp này không được khả quan. Đường tình duyên chắc trở, người độc thân gặp nhiều khó khăn để tìm thấy một nửa yêu thương, hoặc dù có gặp được thì cũng chỉ như nước chảy mây trôi, duyên đến duyên đi nhanh chóng. Với các cặp đôi tuổi này, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn khi bạn và người ấy không chịu chia sẻ với đối phương về những khó khăn mình đang gặp phải mà cứ khư khư chống đỡ một mình. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim. Cần đề phòng kẻ tiểu nhân chiếm lấy cơ hội hoặc địa vị của mình đang có. Tránh mọi tranh giành có liên quan đến tình cảm, nhân nghĩa. Sự mong cầu về tiền bạc luôn chậm chạp nếu có cũng không được hưởng hoặc phải chi dụng vào những việc cần thiết sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro trong sự tính toán di chuyển tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy không nên mưu cầu những việc lớn lao việc như thế nào thì làm như thế ấy việc đi xa di chuyển coi chừng có trở ngại hoặc hư hại sức khỏe không tốt có tin buồn ngày có nhiều sự giao tiếp có tin tức về tiền hoặc về công danh tình cảm tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa ngày không tốt nếu không phải là những việc quan trọng thì nên nghỉ ngơi sự giao thiệp gặp gỡ trong ngày chỉ nhận được những tin buồn hoặc mình gặp rủi ro buồn phiền đau yếu ngày gặp nhiều áp lực về công việc hoàn cảnh gây ra mọi việc tiến hành đều phải có sự cẩn trọng và kiên nhẫn nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động dễ bị vướng mắc lôi thôi có tin xa gặp lại người xưa chuyện cũ sự mong cầu về tài lộc tiền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn có tin xa gặp lại người xưa trốn cũ có tin đi xa trong công việc mưu sự còn nhiều bất lợi không nên tiến hành hoặc làm việc trong sự cẩn trọng tai nạn có thể đưa đến pháp luật kiện tụng có nhiều ưu phiền về tình cảm đau ốm khó khăn của người thân không nên di chuyển đi xa bất lợi gặp chuyện phiền lòng tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động dễ bị vướng mắc lôi thôi có tin xa gặp lại người xưa chuyện cũ sự mong cầu về tài lộc có tính bất ngờ nếu không so đo tính toán có nhiều sự xoay chuyển thay đổi bất ngờ hoặc ngày gặp nhiều áp lực về công việc hoàn cảnh gây ra mọi việc tiến hành đều phải có sự cẩn trọng và kiên nhẫn tử vi tuổi sửu Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, kiếp tài chủ hao tài tốn của xuất hiện là điểm báo tài lộc của người tuổi Sửu có dấu hiệu thất thoát, dễ bị kẻ xấu lợi dụng lừa gạt mà chẳng hề hay biết gì. Do đó bạn cần tỉnh táo và nhận định mọi chuyện một cách sáng suốt hơn. Hôm nay cũng không phải là ngày thích hợp mưu đại sự, nếu cố chấp tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ không cao. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến luật pháp rất có thể sẽ bị trì hoãn hoặc đình trệ. Tốt nhất bản mệnh nên tránh xa các rắc rối liên quan tới pháp luật ngày thủy thổ xung khắc cũng nhắc nhở bản mệnh nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe. Công việc bận rộn cuốn đi khiến bạn đôi khi quên mất phải chăm sóc cho bản thân mình. Đừng làm việc quá sức mà hãy nghỉ ngơi hợp lý và ăn uống điều độ nhé. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ tí, dậu, hợi. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim. Mọi việc nên giữ thái độ ôn hòa để thảo luận bàn bạc dù mình đang bị áp lực hoặc đang gặp nhiều trở ngại chưa có phương hướng giải quyết cho ổn thỏa công việc dù có tốt đến mấy cũng phải đề phòng có rủi ro bất ngờ xảy ra. Hao tốn về giúp đỡ, quả cáp, tiệc tùng. Sự mong cầu về tiền bạc chậm chạp hoặc có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Mọi việc nên có sự chậm rãi. Dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chừng, chắc chờ do có tin tức mới hoặc có khách đến. Sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, chắc trở, nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa việc mong cầu về tài lộc nếu có cũng phải gặp sự trắc trở rắc rối hoặc phải tiêu hao cho những việc tu bổ sửa chữa giao thiệp hoặc chỉ là tiền vay mượn nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa ra đi giải quyết công việc có người đem đến tin tốt tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ ngày có nhiều sự thay đổi xảy ra ngoài ý muốn và đến rất nhanh mọi việc cần phải có sự khéo léo chậm rãi mới có kết quả mọi việc có liên quan đến giao thiệp tình cảm nên giới hạn càng ít càng tốt tài lộc trung bình và đến tự nhiên việc mong cầu chưa đến có việc hoặc có người đến mà mình phải miễn cưỡng thuận theo tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc việc mong cầu về tài lộc nếu có cũng phải gặp sự trắc trở rắc rối hoặc phải tiêu hao cho những việc tu bổ sửa chữa giao thiệp hoặc chỉ là tiền vay mượn nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa, ra đi giải quyết công việc. Có người đem đến tin tốt. Tử vi tuổi dần. Tam hợp nâng đỡ cho vận trình ngày thứ tư này của người tuổi dần được xuân sẻ mọi bề, đường tình duyên được khởi sắc bạn và đối phương dần tháo gỡ được các khúc mắc không đáng có trong thời gian vừa qua người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái từ đó có thể mở rộng mối quan hệ và tìm thấy người sẽ cùng mình trung hưởng hạnh phúc sau này vốn dĩ việc tìm một nửa yêu thương phù hợp không phải là chuyện quá khó chỉ có điều bạn có chịu mở lòng hay không thôi công việc trong ngày có thiên quan có phần áp lực hơn thậm chí nếu không cẩn thận theo tử vi hàng ngày cho thấy con giáp này còn có thể bị tiểu nhân quấy phá tuy nhiên bạn cũng không nên quá lo lắng các khí trong hôm nay sẽ giúp bạn sớm vượt qua tất cả khó khăn Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, tuất. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Ngày hoàn toàn không tốt cho mọi việc. Tất cả đều không nên tiến hành. Hoặc chỉ vì tình nghĩa miễn cưỡng mà phải làm. Gia đạo bất an, tin tức không tốt, chớ nên tin cẩn, hoặc hy vọng vào người khác, có sự phản bội, nếu không thì cũng nhận tin tức trái ngược với dự tính. Không nên gây gỗ đưa đến bất hòa. Tài lộc vào nhanh, ra nhanh. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa mọi việc cầu mong về đi xa di chuyển nên có sự cẩn trọng có trở ngại ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến cần phải lo toan hoặc giải quyết có khách đến có tin xa về việc làm cũng như tình cảm tài lộc trung bình có tin buồn mọi việc đều khó thành công như ý tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên đến như thế nào thì hành động như thế đó nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại thì cũng không nên để bị lôi cuốn hãy chờ một dịp khác tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có tài lộc nhưng phải có sự chia chác hoặc giữ số tiền đồ đạc của người khác trong công việc hãy nên nhận định kỹ càng rồi mới hành động vì dễ có sự đảo lộn trong công việc hoặc phải lo cho người thân bè bạn nên nhường nhịn không nên tranh cãi đôi co nhưng cũng không nên hứa hẹn hoặc để người khác giảng buộc mình vì lời nói gia đạo có nhiều âu lo bận rộn đau ốm tai nạn hoặc có tang tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên đến như thế nào thì hành động như thế đó nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại thì cũng không nên để bị lôi cuốn hãy chờ một dịp khác tử vi tuổi mão người tuổi mão đang được lục hợp quý nhân nâng đỡ, nhờ thế mà vận trình trong ngày thứ tư này khởi sắc không ngừng, may mắn liên tiếp kéo đến. Công việc tiến triển thuận lợi, những chú mèo có thể được nhiều người giúp đỡ. Hôm nay dù có gặp phải khó khăn thì bản mệnh cũng đều có thể thuận lợi hóa giải, con giáp này biết cách lợi dụng các mối quan hệ sẵn có để làm lợi cho mình, nhờ thế mà giải quyết được không ít vấn đề bất ngờ phát sinh ngoài ý muốn. Tuy nhiên, trong ngày này bản mệnh có thể phải đối mặt với chuyện tình cảm dạn nứt dù bản thân đã nhiều lần cố gắng hàn gắn có những vấn đề tồn tại đã lâu nhưng không được kịp thời xử lý, tình cảm của hai người vì thế cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi tất hợi. Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy. Chuyện vui hóa ra buồn. Việc tình cảm không nên đi quá giới hạn. Ngày có nhiều việc cần phải toan tính, hoặc nhận được nhiều tin tức khó khăn, rủi ro, tai nạn cần phải giải quyết. Tuy nhiên không nên nóng tánh, hấp tấp sẽ không có kết quả nên có sự rời hẹn, hòa hoãn. Tài lộc vào nhanh ra nhanh nhưng không phải là lộc bất ngờ. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Không nên mưu cầu chuyện lớn lao vì sự việc chỉ tốt trong chốt lát. Có sự đi lại, di chuyển hoặc gặp gỡ người thân, bè bạn. Mọi vấn đề đều chưa có thể giải quyết trọn vẹn, dứt khoát. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Đề phòng sự thị phi, trách oán, tranh cãi và cũng nên đề phòng rủi ro mọi chuyện. Mọi việc đến chậm chạp hoặc chưa có kết quả công việc dễ bị dở dang, bỏ dở. Cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn, quý nhân. Có sự hư hại, hao tốn nhỏ, nhưng cũng có lộc hoặc chuyện vui. Có tin buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Có sự bàn bạc về thay đổi tu bổ, sửa chữa cho công việc, nhà cửa, đồ đạc. Cần phải có sự bàn thảo kỳ lưỡng rồi hãy quyết định. Ngày có rất nhiều sự việc xảy ra hoặc có nhiều tin tức đến dồn dập có liên quan đến công danh, tài lộc, buồn mạng của mình và thân nhân, bè bạn. Đề phòng rủi ro, tai nạn, bị ép uổng, chơi xấu, dính vào sự thị phi, tranh cãi, pháp luật. Việc làm cũ có vấn đề. Có sự đáo hạn, định kỳ mà mình không thể giải quyết. Có tin xa, có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn, quý nhân. Có sự hư hại, hao tốn nhỏ, nhưng cũng có lộc hoặc chuyện vui. Có tin buồn phiền về người thân trong nhà hoặc trong công sở. Ngày có nhiều sự việc xảy ra vừa về công việc làm ăn, công danh, vừa là chuyện tình cảm, gia đạo. Cần phải nói lên ý kiến của mình khi gặp sự sai trái. Tử vi tuổi Thìn. Trong ngày tất Thìn tương xung, vận xui ập đến liên tiếp với người tuổi Thìn. Công việc xuất hiện những trở ngại khó hiểu, bản mệnh đã cố gắng rất nhiều nhưng khó lòng có thể giải quyết được có thể con giáp này đang bị kẻ xấu làm khó dễ. Đã vậy, chuyện tình cảm của những chú rồng cũng nảy sinh nhiều vấn đề, song lần này nguyên nhân có thể nằm ở chính mệnh chủ. Dường như bạn đang để cái tôi cá nhân đi quá xa do ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên có thái độ cứng nhắc và cố chấp không chịu nghe lời giải bày của đối phương mà một mực nhận định những điều mình nghĩ là đúng. Có thể chính tay bạn sẽ gây ra những đổ vỡ về tình cảm mà sau đó bạn vẫn không hề nhận ra những sai lầm của mình. Khi xảy ra mâu thuẫn, hãy bình tĩnh ngồi lại bên nhau, tâm sự và lắng nghe những lời đối phương muốn nói, đừng để mọi chuyện quá muộn màng. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ tí, dần thân. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa. Ngày có rất chuyện thị phi tai tiếng, nên cẩn trọng về lời nói. Không nên dính líu đến chuyện người hoặc làm giúp chỉ có thiệt thòi, không có lợi. Nên giải quyết những công việc đã đến hạn kỳ, ngày không tốt cho việc kết bạn, gặp gỡ đi xa di chuyển hoặc đi gặp gỡ đều không tốt tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng việc gì cũng có sự giới hạn của nó nên hài lòng với chuyện hiện tại không nên toan tính thêm nhiều chuyện sẽ không tốt có cuộc vui nhỏ hoặc được mời có tin tức không tốt về sức khỏe công danh của thân nhân bè bạn tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc ngày xung của bổn mạng nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính không nên than van hoặc âu lo, về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được cơ hội vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi, có tin tức ở xa, có tin buồn, sức khỏe không được tốt, một ngày bận rộn hay lo. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim. Ngày xung của bổn mạng, không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ có hại, tin tức đến đều không có lợi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều lợi cho mình, chỉ là ý kiến thoáng qua. Mọi việc không thể giải quyết trọn vẹn, dù có tài lộc cũng phải có sự hao tán về nhờ và giúp đỡ giao dịch. Tử vi tuổi nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy. Ngày sung của bổn mạng, nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than van hoặc âu lo, về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may hãy mạnh dạn thay đổi có tin xa một ngày bận rộn hay lo tài lộc trung bình hoặc có chuyện vui tử vi tuổi tỵ trong ngày có thiên ấn che chở người tuổi tỵ có thể sẽ giành được những bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của mình tuy nhiên những khó khăn chỉ càng tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện những góc khuất trong năng lực của mình đầu ngày bạn cảm thấy khá vất vả với hàng loạt công việc đổ dồn nhưng cuối cùng mọi việc được xử lý ổn thỏa có thể nói hôm nay là ngày làm việc tất bật nhưng bù lại mọi việc đều đâu vào đấy trên tình cảm của những chú rắn có nhiều điểm sáng đường tình duyên của người độc thân khá đẹp đào hoa vượng bạn có cơ hội gặp những đối tượng tốt phù hợp với điều kiện của bản thân có thể qua giới thiệu có người gặp qua công việc cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau nên mối quan hệ tiến triển rất thuận lợi Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ mùi thân. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Công việc dù tốt đến mấy cũng phải đề phòng mọi chuyện, đôi khi có những sự việc tin tức xảy ra ngoài dự tính khiến cho phải tạm dừng, bỏ dở. Riêng về mặt tình cảm trong nội bộ gia đạo thì tốt. Có tin xa, tài lộc trung bình, có khách đến hoặc có tin tức của họ thăm hỏi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ không nên tính toán, hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài, mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh. Nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Đề phòng có sự tranh cãi, thị phi, bất đồng ý kiến. Nên cẩn trọng trong vấn đề đi lại, di chuyển. Tài lộc còn chậm, dễ hao. Cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ, hoặc công việc bị chắc trở. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Tài lộc còn chậm, dễ hao, hay chỉ là lời hứa không nên tính toán, hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài, mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh. Nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Nên cầu viện quý nhân về ý kiến. Cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ, hoặc công việc bị chắc trở. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Chuyện tình cảm chưa phải là lúc quyết định. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, không nên để sự việc hoặc người đến gây áp lực hoặc buộc mình phải theo. Mọi việc sẽ có cách giải quyết nhưng không phải là ngày hôm nay chớ tranh cãi, phân giải. Chỉ nên ngồi yên và chờ đợi. Hãy an vui về tình cảm với chính mình hoặc với gia đình. Tài lộc trung bình, có tin vui. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Việc mong cầu về tài lộc nếu có cũng phải gặp sự trắc trở, rắc rối hoặc phải tiêu hao cho những việc tu bổ, sửa chữa, giao thiệp hoặc chỉ là tiền vay mượn. Nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết. Nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa ra đi giải quyết công việc có người đem đến tin tốt tử vi tuổi ngọ nhờ có tam hợp trợ lực người tuổi ngọ có một ngày vượng duyên vượng tài đỏ cả tình lẫn tiền mưu sự dễ thành các cặp đôi đang sống trong ngày thu nồng nàn yêu thương và cả hai đều vô cùng trân trọng hạnh phúc hiện tại hôm nay những chú ngựa có các khí vây quanh nên nếu muốn mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh chuyển việc đầu tư vào lĩnh vực mới ký kết hợp đồng triển khai dự án thì hãy tiến hành ngay nhé hiếm khi mọi thứ hanh thông suôn sẻ được cả thiên thời địa lợi nhân hòa như thế này chính ấn nâng đỡ công việc trong ngày của con giáp này cũng nhờ thế mà dễ thở hơn bản mệnh sắp xếp công việc khá tốt không gây ra sai sót gì được cấp trên khen ngợi điều này rất tốt cho con đường tiến thân phía trước của tuổi ngọ hãy cố gắng nắm bắt cơ hội của mình nhé. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dần tỵ tuất. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Có tin buồn về sức khỏe, bổn mạng, công danh, tài lộc của người thân hoặc bè bạn. Gặp lại người xưa hoặc có tin tức của họ. Hao tốn về chuyện giao thiệp, mua sắm, tiệc tùng, quà tặng. Sức khỏe không tốt, không nên tiến hành công việc, gặp trở ngại, nên chờ vào một ngày khác. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện cẩn trọng việc đi lại di chuyển có rủi ro thị phi ngày có nhiều việc phải lo ưu phiền nội bộ gia đình công sở không nên tranh cãi sự rủi ro đảo lộn bất chắc rất dễ đến sức khỏe không tốt gia đạo bất an có người đi xa có tin xa tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa mọi việc đều có thể xoay chuyển tốt xấu lẫn lộn nếu có cơ hội thì hãy tiến hành nhanh chóng không nên để lâu sẽ có những sự việc hoặc tin tức làm đảo lộn công việc. Có hư hại, rủi ro nhỏ, sức khỏe không tốt. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Nên thu xếp, vén khéo công việc. Rất dễ có những tình huống bất lợi xảy ra cho mình hoặc có nhiều việc tin tức đến không biết xoay sở như thế nào mới phù hợp. Bên mình có kẻ rèm pha, hoặc muốn xen vào chuyện của mình. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc tài lộc vào ra thất thường. Chớ nên tin cẩn về tình cảm của người khác. Có sự gặp gỡ, gặp mặt hoặc có tin tức, chuyện vui. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Mọi việc đều cần phải cẩn trọng, rất dễ có chuyện xoay chuyển, tốt xấu lẫn lộn, hoặc gặp sự bất chắc khó khăn, có tin buồn. Không nên đương đầu một cách thẳng thắn mà phải nhu nhuyễn, khéo léo. Một ngày bận rộn, nếu có cơ hội thì hãy tiến hành nhanh chóng không nên để lâu sẽ có những sự việc hoặc tin tức làm đảo lộn công việc có sự hư hại, rủi ro nhỏ, hoặc sức khỏe không tốt. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Tử vi tuổi mùi. Cục diện tuất mùi tương phá là điểm báo tiểu nhân phá hoại, công việc của tuổi mùi không còn suôn sẻ như trước khi mà bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng trở thành cái gai trong mắt kẻ xấu và tìm cách quấy phá, nhũng nhiễu công việc của bạn. Đôi lúc bạn cảm thấy cô cùng chán nản. Hôm nay, những chú dê cũng cần cẩn trọng trong chuyện làm ăn buôn bán, đặc biệt với các kế hoạch đầu tư, đặc biệt là khi có kiếp tài ngáng trở. Bạn có thể bị che mắt bởi những trò lừa đảo khó lường hay bị dẫn dụ bởi lời ngon tiếng ngọt mà không phát hiện ra cảm bẫy bên trong đó để rồi tiền mất tật mang. Vận xui còn đeo bám cả trên đường tình duyên của bản mệnh. Vận trình tình cảm đang có phần xa sút tình cảm dạn nứt từ những lần tranh cãi và mâu thuẫn ngày càng lên cao. Không ai chịu là người chịu nhún nhường để gìn giữ mối quan hệ này giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Việc dù tốt đẹp đến mấy cũng phải đề phòng rủi ro, bất chắc. Công việc cần phải có nhiều người giúp, có sự hội họp, bàn thảo các vấn đề gặp sự trắc trở trên phương diện kỹ thuật, máy móc. Nói chung là mọi việc đều phải thay đổi. Nhà có đông người, ngày của tài lộc đáo hạn, định kỳ. Có chuyện bực mình, hoặc có tin buồn trong gia đạo. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Việc mong chờ đã lâu nay có kết quả hoặc có phương hướng giải quyết nhưng cũng chưa phải là tốt cho lắm, cần phải chỉnh đốn, tu bổ thêm. Chuyện tình cảm đã đến lúc cần phải nói lên những ý nghĩ trong lòng của mình dù có gặp sự phiền lòng. Tử Vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc, gia đạo, nhà cửa cho đến chuyện tình cảm. Đề phòng người dưới có chuyện làm hại đến mình hoặc họ bị rủi ro tai nạn cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển hoặc có sự hư hại về xe cộ máy móc nhưng nếu cần thiết thì nên di chuyển mới có kết quả ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự gặp gỡ bè bạn người thân tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ có sự bàn thảo hội họp về công ăn chuyện làm chuyện đi xa thay đổi kế hoạch làm ăn hoặc thay đổi về nơi ăn trốn ở nhà cửa nhận được tin tức của thân nhân bè bạn ở xa về di chuyển tin gặp lại người xưa tài lộc còn chậm dễ hao tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển hoặc có sự hư hại về xe cộ máy móc nhưng nếu cần thiết thì nên di chuyển mới có kết quả ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc gia đạo nhà cửa cho đến chuyện tình cảm ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự gặp gỡ bè bạn người thân tử vi tuổi thân thực thần là các thần mang tới những tin vui trên phương diện tài lộc cho người tuổi thân trong hôm nay những người làm kinh doanh hoặc nghề tự do có cơ hội nhận được những khoản thu nhập khá tốt trong ngày này đây là phần thưởng khích lệ bạn tiếp tục cố gắng không ngừng hôm nay các mối quan hệ của những chú khỉ cũng được duy trì khá tốt những ai còn độc thân có cơ hội nhận được những ánh nhìn đầy thiện ý của những người khác giới bạn có thể cởi mở và chủ động trò chuyện với mọi người những người đã lập gia đình cũng có một ngày khá yên ả đôi bên có thể nhân những lúc rảnh rỗi để tâm sự mọi chuyện với nhau. Đây là một cách rất tốt để gắn kết mối quan hệ giữa hai người. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ tỵ, dậu tuất. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Đã đến lúc cần phải thay đổi phương hướng làm ăn hoặc những công việc đã đến hạn kỳ. Tuy nhiên cũng nên đi tìm nhiều tin tức để khỏi lầm lẫn. Tài lộc không tốt, có người thân đi xa, hoặc thay đổi ý định về tình cảm với mình tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa có những công việc bắt buộc mình phải thay đổi hoặc phải ra đi tìm phương cách giải quyết nhưng cũng nên cẩn trọng những rủi ro trên đường hoặc dự tính một đàng thì lại ra một nẻo có tài lộc của chuyện cũ hoặc gánh nợ từ lâu nay được giải quyết có tin buồn tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ ngày có nhiều sự âu lo tâm tình bất an có tin buồn sức khỏe không tốt tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba khó có kết quả như ý hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn, trở ngại trong ngày. Tốt hơn là nên xem lại các việc cũ, chỉnh đốn lại công việc. Đề phòng rủi ro, nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc. Hãy mạnh dạn ra đi để gặp gỡ, giải quyết công việc. Nếu là chuyện tình cảm cũng nên đến gặp vì họ đang cần mình dù không có lợi gì. Không nên khơi lại chuyện cũ chỉ gây thêm phiền lòng. Chớ để người khác níu kéo mình về tiền bạc. Có tài lộc, có tin vui buồn lẫn lộn tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim ngày có nhiều sự âu lo tâm tình bất an có tin buồn sức khỏe không tốt tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba khó có kết quả như ý hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy không nên e ngại khi nhờ người giúp đỡ hoặc vay mượn nên xem xét chỉnh đốn lại việc cũ đề phòng rủi ro nên xin ý kiến của quý nhân trước khi quyết định tử vi tuổi dậu cục diện tương hại dự báo người tuổi dậu đang đứng trước nguy cơ gặp phải những bất chắc trong chuyện tiền bạc do kẻ tiểu nhân bày mưu giá họa bạn dễ dàng tin lời người khác và thiếu cảnh giác với những kẻ tâm địa xấu xa nên càng dễ bị mắc bẫy tài lộc ảm đạm là vậy công việc của con giáp này cũng chẳng được suôn sẻ thương quan cho thấy nhiều vấn đề phát sinh do bản mệnh đã không đủ tập trung và gây ra sai sót có thể những chú gà sẽ phải tốn kha khá thời gian và công sức để khắc phục hậu quả mình gây ra tình cảm êm đềm có lẽ là niềm an ủi lớn lao cho mệnh chủ trong một ngày như hôm nay. Người ấy sẵn sàng cho bạn bờ vai để dựa vào, đừng lo lắng gì khi có hậu phương vững chắc cho mình. Người độc thân hãy thoải mái mở lòng mình đi thì mới mong tìm được người mình luôn tìm kiếm bấy lâu nhé. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Sự việc âm ỉ, chờ đợi đã lâu nay xuất hiện cả về mặt tình cảm, sức khỏe, công danh, tài lộc nên gấp gáp tiến hành không nên trần trừ vì dư luận có lời qua tiếng lại bàn tán ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên thay đổi có sự hội ngộ gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tin tức mọi việc nên để tự nhiên tính toán thêm thì sẽ gặp điều không hay tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến và dùng tình cảm thiện trí mới đạt được kết quả tài lộc không tốt có sự thiệt hại rủi ro trách oán từ vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên thay đổi có sự hội ngộ gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tin tức mọi việc nên để tự nhiên tính toán bày vẽ thêm thì sẽ gặp điều không hay nếu có gặp trở lực cũng không nên nóng vội nản trí đừng sợ sự hiểu lầm trách oán tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến và dùng tình cảm thiện trí mới đạt được kết quả tài lộc không tốt có sự thiệt hại rủi ro tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc đến bề bộn cần phải giải quyết tốt cũng có xấu cũng có sức khỏe không tốt có đông người đến hoặc nhận được nhiều tin tức có cuộc đi ngắn bắt buộc do tình cảm nhân nghĩa ở quá khứ tài lộc trung bình tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nếu đã có sự hẹn ước định kỳ thì nên tiến hành có sự hội ngộ gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tin tức mọi việc nên để tự nhiên tính toán bày vẽ thêm thì sẽ gặp điều không hay tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến và dùng tình cảm thiện trí mới đạt được kết quả tài lộc không tốt có sự thiệt hại rủi ro tử vi tuổi tuất tỷ kiên nhập cục cho thấy con giáp tuổi tuất này đang rất tự tin vào năng lực của mình bạn biết rằng mình cần phải đi theo con đường nào để có thể phát huy hết khả năng quyết đoán và dứt khoát bạn không để cho mình để lỡ bất cứ một khoảng thời gian nào để tiến bước tới thành công với sự phán đoán chính xác của mình, con giáp này có thể đưa ra những quyết định chính xác vào đúng thời điểm, nhất là trong vấn đề tài chính nên có thể thu về khoản lợi không nhỏ, hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông nam phía ngoài phòng và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều không nên tiến hành sẽ không gặp kết quả tốt. Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, không nên tranh cái, gia đạo bất an, có chuyện buồn. Chỉ thuận lợi cho việc sinh nở, chữa bệnh, tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp. Nhà có đình đám. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên nhẫn nhịn ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo cháo trở do người hay hoàn cảnh gây nên hoặc chỉ là hư danh dễ gặp rủi ro hao tài tai nạn ngày không tốt chỉ nên nghỉ ngơi tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc mọi việc đều có thể xoay chuyển tốt xấu lẫn lộn nếu có cơ hội thì hãy tiến hành nhanh chóng không nên để lâu sẽ có những sự việc hoặc tin tức làm đảo lộn công việc có hư hại rủi ro nhỏ sức khỏe không tốt tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng mọi sự việc xảy ra rất nhanh chóng cần phải dự phòng tiên liệu dù điều tốt điều lợi đến sẽ có hậu quả trái ngược nếu gặp điều xấu đến ngay thì không nên tiến hành vì sự việc còn lâu mới êm xuôi có sự tranh chấp đôi co hoặc gặp nhiều trở lực trong ngày đề phòng tai nạn rủi ro hoặc bị chơi xấu sự tính toán mong cầu về tiền bạc đều bị đảo ngược với dự tính tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt. Cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên nhẫn nhịn. Ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo, cháo trở do người hay hoàn cảnh gây nên, hoặc chỉ là hư danh, dễ gặp rủi ro, hao tài, tai nạn, có chuyện buồn. Tử vi tuổi hợi nhờ có thiên tài tương trợ nên trong ngày này người tuổi hợi có xu hướng đưa ra những quyết định đúng đắn về các cơ hội đầu tư hay chốt dự án để thu lợi nhuận kịp thời đây là thời điểm bạn có thể thu về nhiều lợi nhuận nếu biết cách khai thác điểm mạnh của chính mình tuy nhiên đường tình duyên của con giáp này khá lận đận hôm nay bạn sẽ phải một mình ôm ấp nỗi buồn khi tâm tình đã tỏ bày mà chẳng được chấp nhận tổn thương này lại chẳng dễ để chia sẻ nên bạn cứ gặm nhấm vậy thôi người có đôi có thể sẽ xảy ra tranh cãi, bất đồng về những chuyện chẳng xứng đáng. Có nhiều lúc, chúng ta cần phải bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương và cho rằng người ấy lúc nào cũng là bên có lỗi. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, mão, mùi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ về công việc cũng như về tình cảm, gặp gỡ. Có cuộc vui ngắn không nên bỏ giờ công việc dễ bị khiển trách, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc áp lực, rất dễ có những chuyện xảy ra làm đảo lộn tình thế khiến mình phải lo toan. Có cuộc đi ngắn, ngày không nên quyết định mọi chuyện chưa phải là lúc kết thúc. Nên hoàn tất những công việc cũ hoặc những việc đã có định kỳ. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, dù là chuyện tốt hay xấu cũng vậy, nên chấp nhận và tìm phương hướng giải quyết tuy nhiên làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc áp lực rất dễ có những chuyện xảy ra làm đảo lộn tình thế khiến mình phải lo toan có cuộc đi ngắn không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện dễ hao tốn tuy nhiên cũng gặp quý nhân giúp đỡ hoặc có chuyện vui tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim ngày có nhiều công việc tin tức đến dồn dập xảy ra nhiều chuyện bận rộn ngày có sự đáo hạn đến hẹn nên tiến hành không nên để mất cơ hội và giữ được uy tín có quý nhân giúp đỡ Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Nếu công việc đã xong thì phải xem xét lại. Làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc áp lực, rất dễ có những chuyện xảy ra làm đảo lộn tình thế khiến mình phải lo toan. Có cuộc đi ngắn, ngày không nên quyết định mọi chuyện chưa phải là lúc kết thúc. Không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện, dễ hao tốn, tuy nhiên cũng gặp quý nhân giúp đỡ, hoặc có chuyện vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.